Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mới nhận được một cái thùng đồ rất là đặc biệt của sư phụ mình gửi. Rồi thu ra trong này có gì nha. Wow, đây là một thùng trầm các bạn. Đây là một thùng trầm nha. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều hộp luôn. Đây là một thùng trầm. Thì mình có chia cho những anh em mà thích cái hương trầm này nè. Cái này là một cái loại trầm rất là thơm, được sắc tay từ Ấn Độ về. Thì nó cái mùi thơm nó rất là dễ chịu. Mình đã thử qua rất là nhiều loại trầm khác nhau thì mình ưng nhất là cái mùi này. Đó. Một hộp gì đốt rất là lâu. Và các bạn để ý cái hương trầm mà thật á, thì nó cháy rất là lâu nha. Những cái mà trầm mà giả hoặc là này kia đốt nhanh lắm mà nó khói nhiều lắm, giống như là ung mũi vậy, khó chịu lắm. Ví dụ như ai mà quen được cái hương trầm này rồi thì rất là thích. Một hộp gì đốt rất là lâu, một hộp gì nè, một hộp này là bao gồm là 12 hộp nhỏ đó. Mỗi hộp nhỏ là mình chia lại cho anh em là 80 cành. Còn nguyên một cái hộp lớn này các bạn là 800 cành. Đốt lâu lắm nha. Đây là một cái loại trầm mình rất là ưng ý, đốt lâu lắm. Nói chung là lâu mới có dịp và có được một số lượng đáng kể để mình chia lại cho anh em. Chứ bình thường thì cũng không có nhiều. Do là một số này là do hàng sách tay các bạn. Hàng sách tay á, nên nó cái số lượng nó không có nhiều lắm. Vừa đủ nhưng mà đốt cũng lâu á, nhiều khi đợi tới cái đợt thì cũng vừa nhiều lắm. Tết thì anh em có thể tặng cho bà con, bạn bè hoặc là đối tác một hộp trầm như vậy rất là thơm. Đốt là giảm chết, giảm căng thẳng này kia rồi đó. Rồi khử mùi trong xe ô tô á bạn, khử mùi. Người nhiều anh em hỏi là đốt có phong thủy gì không, thì nếu mà mình đơn giản mình thấy cái mùi gì thơm nó rất là dịu, dễ chịu, tạo cảm giác cho con người ta thư thái á, thì suy nghĩ chuyện này chuyện kia, hoặc ai làm bên những cái ngành nghề mà sáng tạo nội dung này kia đó, cần đầu óc thoải mái á, thì đốt thôi. Và khử mùi, vô mùi hôi này kia đồ, mùi khi nhà nấu ăn nữa bạn, nhà nấu ăn này kia đồ nó bị mùi á, thì mình có thể khử mùi. Rồi thưởng thức ly cà phê thì đốt một nụ trầm đó, tạm đạo với bạn bè rất là tốt. Tết thì mọi người nên có một hộp để trong nhà nha, giá cả nó cũng hợp lý. Quá nhiều luôn. Đây là về được mấy chục hộp nhỏ, nguyên một thùng luôn. Rồi ai có nhu cầu xin liên hệ nha. Rồi xin chào.